Thưa quý vị và các bạn, Agribank Kon Tum là ngân hàng chiếm hơn 40% thị phần trong hệ thống ngân hàng của tỉnh, phần lớn tập trung vào nông nghiệp nông thôn. Trong điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những biến động của thị trường thế giới, ngay từ đầu năm 2022, Agribank Kon Tum đã thực hiện đa dạng các hình thức huy động vốn, góp phần tạo lập nguồn vốn ổn định, phục vụ đầu tư tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị và vai trò của ngân hàng thương mại hàng đầu gắn với sứ mệnh tam nông. Cùng với huy động vốn, Agribank Kon Tum thực hiện kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu được giao, ưu tiên nguồn vốn vào các mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp với các cấp chính quyền, hội nông dân, hội phụ nữ, đẩy mạnh cho vay qua tổ, nhóm. Tổng dư nợ cho vay đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 hơn 17.280 tỷ đồng, tăng 1.190 tỷ đồng so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng đạt 7,4%. Từ nguồn vốn này, đã xuất hiện nhiều trang trại, gia trại phát triển quy mô lớn, nhiều gương điển hình trong khởi nghiệp vùng nông thôn, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Song song với hoạt động cho vay, để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, Agribank Kon Tum đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tính năng, tiện ích các sản phẩm huy động tiền gửi, vận động khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nâng cao chất lượng các dịch vụ thanh toán, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp trong giao dịch với khách hàng. Tôi chọn Agribank là vì nơi đây là ngân hàng của nhà nước và ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng nhiều ngân hàng. Nhưng mà tôi cũng đã đến nhiều ngân hàng và tôi gắn bó với Agribank lâu dài là vì tôi đến ở đây là nhân viên ở đây rất là tận tâm, nhiệt tình và họ hỗ trợ tốt mình trong những cái việc mà tôi cần đến ở đây. Những cái nguồn tiền mà ví dụ như tôi kinh doanh thì khi mà chưa cần tiền mặt đó thì tôi có thể đem đến tôi gửi kỳ hạn ngắn. Và khi tôi cần những cái nguồn tiền lớn thì tôi đến ở đây tôi vay vốn để tôi làm ăn. Bên cạnh đó, Agribank Kon Tum còn đa dạng hóa chương trình gửi tiền tiết kiệm với nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng khách hàng. Đặc biệt, Agribank Kon Tum đã đầu tư hệ thống máy CDM, máy gửi rút tiền tự động để phục vụ khách hàng. Ngoài bao gồm các tính năng như máy ATM, thông thường thì máy CDM còn được trang bị thêm những tính năng nổi bật như gửi tiền mặt vào tài khoản và mở tài khoản tiền gửi trực tuyến. Như vậy, thay vì giao dịch gửi tiền chỉ có thể thực hiện trực tiếp tại quầy như trước đây, thì bây giờ mọi người có nhu cầu gửi tiền, chuyển tiền, nạp tiền, có thể gửi tiền bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, mà không phải xếp hàng chờ đợi. Đây là một trong những bước tiến mới của Agribank trong chiến lược tự động hóa các giao dịch ngân hàng, gia tăng tiện ích và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mà các ngân hàng đang hướng đến, được đông đảo khách hàng trải nghiệm, đón nhận, sử dụng thường xuyên. Từ ngày có cách CTM thì em cảm thấy công tác giao dịch tiền và gửi trực tuyến rất là dễ dàng. Chẳng hạn như khi mà em đi làm về muộn thì ngân hàng giao dịch quầy trong đã đóng cửa rồi thì em có thể ra quầy và gửi tiền trực tiếp vào tài khoản của em. Và cái công tác mà gửi tiền tiết kiệm ở cây CDM là nó dễ dàng và nhanh chóng hơn là khi mà em phải vào quầy để thực hiện giao dịch. Thì em thấy có cây CDM rất là tiện lợi anh. Agribank Kon Tum còn triển khai dịch vụ tiết kiệm online thông qua ứng dụng Agribank e-mobile banking. Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng Agribank e-mobile banking và lựa chọn chức năng tiền gửi trực tuyến. Dịch vụ tiền gửi trực tuyến chính là lời cam kết của Agribank đến khách hàng trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ hiện đại nhất, an toàn nhất trên nền tảng ngân hàng số. Để gắn bó với Agribank cũng thời gian lâu, thì nói chung Agribank cũng có thay đổi nhiều cái tiện ích mới. Thì gần đây có những cái ở trên app Agribank thì em thấy có một cái app là tiền gửi trực tuyến. Thì gần như là ngày trước cái thủ tục mà để gửi tiền vô trực tuyến thì nó que giấy tờ nó rất phức tạp. Hôm nay gần như em chỉ thực hiện ở trên app là cũng đã giao dịch được cái tiền gửi trực tuyến hết rồi. Thì gần như em thấy có cái ứng dụng này nó rất là tiện lợi trong cái sinh hoạt đời sống và nó tiết kiệm được cái thời gian cho em đi lại. Nhằm tri ân khách hàng, hiện Agribank Kon Tum đang triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng đón lộc may mắn cùng Agribank Kon Tum. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022,
Khách hàng tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng với kỳ hạn 6 tháng trở lên sẽ được nhận các mã dự thưởng với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Bản thân tôi là một khách hàng, tôi thấy năm nay có chương trình dự thưởng là trúng một chiếc ô tô là tôi thấy rất giá trị rất là lớn. Nên tôi cũng mong là ngân hàng Agribank sẽ tạo nhiều cơ hội cho khách hàng dự thưởng được trúng những món quà mà thật là bổ ích và thật là phong phú ạ. Chương trình dự thưởng này đối với người dân là rất là tiện ích và rất là bổ ích cho những người dân mà đi gửi tiết kiệm, giúp cho người dân họ có một cái niềm vui khi họ đến tham gia gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Không chỉ thực hiện việc huy động vốn, Agribank Kon Tum còn triển khai các chương trình tặng quà tri ân khách hàng tại quầy giao dịch khi khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng, đồng thời đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng các dịch vụ thanh toán, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp trong giao dịch với khách hàng, tạo niềm tin để khách hàng gắn bó, đồng hành lâu dài tại Agribank Kon Tum. Em là khách hàng là thường xuyên của Agribank thì em thấy là dịch vụ của Agribank là rất là tốt, công tác là phục vụ khách hàng rất là hiệu quả. Thì trong giờ hoặc ngoài giờ em gọi điện để nhờ bên ngân hàng Agribank hỗ trợ thì đều nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình. Từ ngày có cây này nữa thì công tác phục vụ nó càng ngày càng tốt hơn, nhanh gọn hơn này. Cùng với đó, Agribank Kon Tum đã chú trọng triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ hiện đại, tiện ích trong thanh toán, mở tài khoản bằng định danh điện tử, gửi tiền không kỳ hạn, gửi tiết kiệm online tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ATM, trả lương qua tài khoản thẻ, phát triển nhóm dịch vụ Mobile Banking, E-Mobile Banking, Internet Banking, dịch vụ chuyển tiền điện tử, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Với những giải pháp cụ thể thiết thực, việc huy động vốn của Agribank Kon Tum đã đạt được những kết quả nhất định và tạo sự tin tưởng của khách hàng. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 hơn 6.270 tỷ đồng, tăng 137 tỷ đồng so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng đạt hơn 2%. Hiện tại thì tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum thì đang thực hiện các giải pháp như sau: thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng trong giao dịch với khách hàng, tạo được niềm tin cho khách hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về tính năng tiện ích của các sản phẩm huy động tiền gửi, đa dạng các chương trình tiền gửi tiết kiệm với các mức lãi suất và các hình thức phù hợp với từng đối tượng khách hàng, gắn huy động vốn với cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Có các chương trình tri ân khách hàng đối với khách hàng mới, khách hàng truyền thống và khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ. Là ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, Agribank Kon Tum đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại cho người dân. Cùng với thực hiện các chương trình ưu đãi trong huy động vốn, Agribank Kon Tum tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển sản phẩm dịch vụ, quản trị điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.